Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Hùng đến tham quan một cặp nhà hướng Tây Nam nằm trên trục đường Phan X sát với siêu thị MH2 thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Cặp nhà có 2 căn, một căn 5m và một căn tới 5,5m nha. Đường xe hơi đậu trong nhà, cặp nhà phố rất đẹp. Vị trí sang trọng và khu phố đồng bộ. Ta đang đứng bên ngoài khu phố của nhà mình. Một cặp đôi nhà phố mới, một trệt và 3 lầu có sân thượng. Diện tích rất là lớn, một căn ngang 5m và một căn ngang 5,5m. Căn 5m thì có giá là hơn 7 tỷ và căn 5,5m thì có giá bán hơn 8 tỷ một tí nha. Hai căn đều xe hơi đậu trong nhà nha quý vị. Đều là hướng Tây Nam và thiết kế rất là đẹp. Chúng ta sẽ tham quan căn to nhé. Căn to này thì mặt tiền này quý vị. Bên trong thì dưới tầng trệt là khu vực nhà đậu xe hơi, xe máy và phòng khách. Khu vực này thì có lớp cửa cuốn bên ngoài, lớp cửa nhôm bên trong. Chỗ này thì quý vị đậu vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ nhé. Dưới nền thì ốp gạch 60m2, hai bên tường có ốp nhựa trang trí, treo tranh, dán giấy, đèn trần, đèn led rất là lung linh luôn. Chỗ này thì quý vị đậu vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ bên trong nhà. Nhà thì có luôn cầu thang máy nha quý anh chị. Thang máy kính. Chúng ta sẽ có thang máy nhỏ 350kg. Đây này quý vị sẽ có cái thang máy này. Thang máy 350 nhé. Đây là không gian bên trong căn nhà. Khu vực dưới tầng trệt, phòng khách và gara đậu xe. Có bộ sofa kết hợp với đèn led, đèn chiếu sáng. Căn nhà này thiết kế theo mẫu lấn ngược. Giá bán 7 tỷ 850 triệu đồng một căn. Và căn lớn thì 8 tỷ 750 triệu đồng nha quý vị. Còn thương lượng, hai căn đều có thang máy kính mini. Chúng ta đang tham quan không gian dưới tầng trệt của căn nhà. Và cùng em Hùng di chuyển lên bên trên tham quan không gian phòng bếp trên lửng nhá. Ở đây thì quý vị sẽ có vệ sinh dưới tầng trệt này. Và không gian cầu thang đi lên thì ốp đá hoa cương màu trắng, đèn led, tay vịn của sồi, lan can làm bằng sắt. Lên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng bếp trên lửng này. Phòng bếp thì có bàn ăn 6 ghế, một bộ ghế sofa nhỏ kết hợp với màn hình tivi. Bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công. Bên trên có trần ốp nhựa và ốp kính nhìn rất là đẹp. Ngay không gian bếp này có luôn không gian máy lạnh này. Quý vị cô bác quan tâm đến những căn nhà có bề ngang rộng, thiết kế như một căn villa mini này, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ở trên màn hình. Phòng bếp thì quý vị sẽ có tủ lạnh này, tủ bếp trên dưới, bàn ăn, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ đến bát. Và căn nhà chúng ta thì có thang máy nhé. Thang máy kính 350. Và lên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian của các phòng ngủ. Căn nhà này thì sẽ có 4 phòng. Chúng ta sẽ tiến lên không gian phòng ngủ nha quý anh chị. Phòng ngủ số 1. Phòng ngủ với giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và tủ kệ tivi. Phòng ngủ này thì có phòng thay đồ riêng và có phòng vệ sinh trong với bồn tắm nằm. Đây là khu vực thay đồ này. Chủ nhà thiết kế theo kiểu chữ L với tủ áo, máy lạnh được đặt trên tường. Bên trên có trần thạch cao phẳng, đèn led chiếu sáng và đèn trần. Bên ngoài đây thì có ban công m2, cây xanh và đèn led. Phòng ngủ số 1 của căn nhà chúng ta có luôn phòng vệ sinh trong này. Phòng vệ sinh thì với bồn tắm nằm, massage thủy lực, bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen. Và không gian phòng xông hơi khô đá nóng trong không gian phòng ngủ số 1, phòng master này luôn. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1 nhé. Giá bán tỷ từ 7 tỷ 850 triệu đồng đến 8 tỷ 750 triệu đồng một căn thôi. Hai căn có thang máy, ngang 5,5m, độ sâu vào là 10m. Thiết kế đẹp, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và chúng ta sẽ vào không gian phòng ngủ số 2 nhé. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ 1m8, máy lạnh, cửa sổ ra khu vực phía sau, bàn trang điểm, phòng vệ sinh thì thiết kế theo kiểu vệ sinh mở, với tủ áo rộng, đóng phun trần, tủ kệ tivi, tủ kệ để đồ. Và sàn phòng ngủ thì vẫn ốp gạch giá gỗ. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Vị đang đến với không gian phòng ngủ full nội thất này. Đây là cầu thang máy này.
Đây là không gian phòng ngủ số 3. Chúng ta cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn LED. Ở đây thì quý vị sẽ có gương soi đèn LED này. Và đây là không gian phòng ngủ số 3 ở căn nhà. Phòng ngủ trên lầu 2. Ngang 5,5m, độ sâu là 10m, một trệt một lửng, 3 lầu, có thang máy, thiết kế đẹp, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Chủ nhà đang chào bán với giá quá yêu thương, quá hấp dẫn cho một căn nhà có thang máy kính. Giao bán chỉ từ 7,850 triệu đồng một căn thôi. Quý vị có bác quan tâm đến căn nhà nằm ngay cổng siêu thị Emax này, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Và đến đây sẽ là không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng giặt phía sau này, khu vực giặt đồ, phơi đồ này. Căn nhà này có 3 phòng ngủ thôi nha mọi người. Đây là khu vực giặt đồ phía sau và phơi đồ. Phía trước đây sẽ là không gian của phòng thờ và sân thượng phía trước. Đây chúng ta có không gian phòng thờ này, phòng thờ phía trước này, và một cái sân thượng phía trước rất là rộng đây. Quý vị có bác quan tâm đến cặp nhà ngang 5,5m, dài 10 và ngang 5 dài 10 này, hãy alo về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ở trên màn hình. Đường xe hơi thông, giá bán chỉ tầm hơn 7T thôi. Quý vị có bác quan tâm thì alo cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng như hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.